Sau 2 tuần tạm nghỉ để nhường sân khấu cho loạt trận quốc tế, các sân cỏ Premier League sẽ sôi động trở lại vào cuối tuần này. Tâm điểm ở vòng đấu này sẽ là hai trận derby rực lửa, derby Bắc London và derby Manchester. Ở trận đầu sớm nhất vòng 9 diễn ra vào thứ Bảy, Arsenal sẽ tiếp đón đối thủ chuyền kiếp Tottenham trên sân nhà Emirates. Trận cầu này hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn khi cả hai câu lạc bộ đều đang xếp trong top 3 của Premier League với phong độ rất tốt. Arsenal đang xếp đầu bảng trong khi Tottenham vẫn bất bại kể từ đầu mùa. Trong hoàn cảnh đó, derby Bắc London sẽ không chỉ có nghĩa danh dự mà kết quả cuối cùng còn ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc đua danh hiệu tại giải Ngoại hạng Anh mùa này. Xét về phong độ, Arsenal đang chiếm ưu thế với những màn trình diễn tuyệt vời từ khi mùa giải bắt đầu. Ngay cả khi thất bại trước Man United, đội bóng của huấn luyện viên Mikel Arteta vẫn cho thấy một lối chơi có nét và chỉ thiếu một chút may mắn cộng với sự tập trung để giành được kết quả có lợi. Tuy nhiên, Tottenham cũng không phải là một đối thủ dễ bị bắt nạt. Dù có sảy chân vài lần nhưng Spurs vẫn là một đối thủ khó chịu và rất khó bị đánh bại. Đoàn quân của huấn luyện viên Antonio Conte đang có phong độ tốt và họ còn chiếm lợi thế về nhân sự ở trận đấu này. Cụ thể, Tottenham sẽ có đội hình mạnh nhất trong khi Arsenal có thể bị sứt mẻ ở một số vị trí do ảnh hưởng bởi virus FIFA. Không những thế, Spurs còn đang sở hữu trong đội hình hai hung thần cực kỳ nguy hiểm đối với Arsenal. Do đó, trận derby Bắc London diễn ra vào cuối tuần này hứa hẹn sẽ diễn ra rất ngang tài và ngang sức. Mới đây, huấn luyện viên Mikel Arteta đã đón nhận một tin không vui khi tiền vệ Thomas Partey bị dính chấn thương đầu gối khi trở về thi đấu cho đội tuyển Ghana. Ban đầu, Partey đã được điền tên vào đội hình xuất phát của Ghana thi đấu giao hữu với Brazil vào ngày 24 tháng 9. Nhưng vào phút chót, tiền vệ 29 tuổi đã rút lui vì gặp vấn đề ở đầu gối. Ngay sau đó, Partey đã bay về London để kiểm tra y tế cụ thể chấn thương vừa gặp phải. Hiện tại, đội ngũ y tế của Arsenal vẫn chưa đưa ra thông báo cuối cùng về chấn thương của cựu tiền vệ Atletico Madrid. Tình hình này khiến cho ban huấn luyện và người hâm mộ Arsenal vô cùng lo lắng. Không cần phải nói ra, ai cũng biết rằng Partey đang giữ vai trò vô cùng quan trọng tại Arsenal. Tài năng của tiền vệ người Ghana chính là chìa khóa mang lại sức mạnh cho tuyển giữa của pháo thủ. Với sự góp mặt của Partey ở trên sân, đội hình Arsenal sẽ có được sự cân bằng trong phòng ngự và phản công. Với tài năng của một trong những tiền vệ phòng ngự hàng đầu thế giới hiện nay, Partey sẽ giúp cho Arsenal có một tấm lá chắn từ xa, đồng thời cũng là chạm trung chuyển bóng hiệu quả từ hàng thủ tiến lên phía trước. Tầm quan trọng của Partey đối với tuyến giữa Arsenal đã được thể hiện rõ rệt trong những trận đấu vừa qua. Sau khi anh dính chấn thương, hàng tiền vệ Arsenal rõ ràng thi đấu kém hơn khi pháo thủ chỉ phải gặp những đối thủ có tuyến giữa không quá mạnh như Fulham hay Aston Villa. Bộ đôi Mohamed Elneny và Sambi Lokonga vẫn có thể đối phó với nhiệm vụ đóng thế Partey. Nhưng khi gặp một đối thủ mạnh hơn như Man United, sự non nớt và những sai lầm của Lokonga đã khiến Arsenal phải trả giá bằng những bàn thua. Đến khi Partey trở lại thi đấu ở trận gặp Brentford thì mọi chuyện đã khác hẳn. Hàng tiền vệ pháo thủ thi đấu hiệu quả hơn và kiểm soát hoàn toàn khu vực giữa sân. Bộ đôi Partey Saka tiếp tục có sự kết hợp tốt để khiến cho Bầy Ong không có nhiều cơ hội sút bóng về phía khung thành của Ramsdale. Nhưng thật đen đủi khi Partey mới chỉ thi đấu một trận đã lập tức phải quay trở lại bệnh viện để điều trị. Bây giờ, có lẽ mong ước lớn nhất của huấn luyện viên Mikel Arteta là Thomas Partey có thể miễn nhiễm với chấn thương từ nay đến hết mùa. Thành thật mà nói, tiền vệ người Ghana là một cầu thủ xuất sắc nhưng khá nhạy cảm với chấn thương. Kể từ khi chuyển đến sân Emirates, anh thường xuyên vắng mặt ở những trận đấu quan trọng vì chấn thương. Vận đen của Partey đã khiến Arsenal nhiều lần phải trả giá đắt khi Arteta chưa thể tìm ra người có thể khóa lấp được khoảng trống của Partey. Tình hình hiện tại cũng không có gì thay đổi. Nếu Partey không thể ra sân, huấn luyện viên Mikel Arteta gần như chắc chắn sẽ phải tiếp tục mạo hiểm với Sambi Lokonga. Tiền vệ trẻ người Bỉ không phải là một cầu thủ tồi, nhưng anh không có sở trường thi đấu ở vị trí số 6 như Partey. Do đó, Lokonga sẽ rất khó để chơi tốt trước hàng tiền vệ rất mạnh của Tottenham. Nếu Mohamed Elneny không dính chấn thương nặng, có lẽ tiền vệ người Ai Cập sẽ được ưu tiên đá chính thay Partey, vì dù sao anh cũng đã tiền vệ phòng ngự tốt hơn Lokonga. Nhưng không chỉ gặp tổn thất lớn ở hàng tiền vệ, Arsenal cũng đang bị sứt mẻ ở vị trí hậu vệ cánh trái. Oleksandr Zinchenko đã bỏ lỡ trận gặp Brentford và hai trận đấu cùng đội tuyển Ukraine vì chấn thương bắp chân. Nếu chấn thương phục hồi tốt, Zinchenko có thể sẽ đá chính ở trận gặp Tottenham. Hậu vệ người Ukraine đã chơi rất tốt kể từ khi gia nhập Arsenal và sự vắng mặt của anh sẽ là một tổn thất lớn đối với pháo thủ. Một hậu vệ trái khác là Kylian Tierney đã dính chấn thương đầu khi thi đấu cho tuyển Scotland. Anh được rút ra sân sớm như một sự phòng ngừa, nhưng không có gì đảm bảo Tierney sẽ đá chính vào cuối tuần này. Trong trường hợp cả Zinchenko và Tierney đều vắng mặt, không loại trừ khả năng huấn luyện viên Arteta sẽ phải sử dụng Tomiyasu đá hậu vệ trái ở trận gặp Tottenham. Nếu điều này thực sự xảy ra, vị trí hậu vệ cánh trái rất có thể trở thành tử huyệt của Arsenal ở trận đấu tới. Trong thời gian qua, bộ đôi Kulusevski và Richarlison đã chơi rất hay bên hành lang cánh phải của Spurs.
Do đó, một tay ngang như Tomiyasu sẽ rất khó có thể ngăn cản những mũi khoan lợi hại này. Tuy nhiên, Arsenal cũng sẽ chào đón sự trở lại của đội trưởng Martin Odegaard vào thứ Bảy tới. Tiền vệ người Na Uy đã nghỉ trận gặp Brentford vì chấn thương bắp chân, nhưng sau đó Odegaard có thể tham dự cả hai trận đấu của đội tuyển Na Uy tại Nations League và không có dấu hiệu tái phát chấn thương. Do đó gần như chắc chắn Odegaard sẽ đá chính ở trận gặp Tottenham sắp tới. Đây sẽ là một sự tăng cường tuyệt vời cho hàng công của pháo thủ, dù Fabio Vieira cũng chơi rất hay trước Zurich và Brentford. Rõ ràng, nếu phải đặt lên bàn cân so sánh, Odegaard vẫn là cầu thủ thích hợp nhất cho vị trí nhạc trưởng tại Arsenal, chứ không phải Vieira vào thời điểm này. Sự trở lại của cựu cầu thủ Real Madrid sẽ cho phép hàng tấn công Arsenal thi đấu biến hóa hơn, khi mà Tottenham vẫn trung thành với sơ đồ 3-4-3 dưới thời Antonio Conte. Các tiền đạo cánh như Martinelli hay Bukayo Saka sẽ có nhiều cơ hội để khai thác khoảng trống ở hai biển. Khi đó Martin Odegaard sẽ có vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện những đường chọc khe cho các tiền đạo băng xuống. Ngoài ra tiền đạo cắm Gabriel Jesus cũng sẽ có nhiệm vụ kéo giãn hàng phòng ngự 3 người của Tottenham để tạo cơ hội cho các đồng đội. Ở chiều ngược lại, hàng phòng ngự Arsenal sẽ phải rất dè chừng với những đòn phản công nguy hiểm của Tottenham. Dưới sự chỉ đạo của Antonio Conte, Tottenham đang trở thành một trong những đội bóng chơi phản công hay nhất ở Premier League. Hiện nay, họ là đội bóng ghi bàn tốt thứ hai của giải đấu, chỉ xếp sau đương kim vô địch Man City. Spurs đang sở hữu trong tay những tiền vệ mạnh mẽ, kỹ thuật và những cầu thủ chạy cánh đầy tốc độ để chuyển đổi trạng thái nhanh chóng. Chiến thắng mới nhất trước Leicester là một ví dụ. Tottenham đã ghi tới 4 bàn nhờ các tình huống phản công vô cùng hiệu quả. Bộ đôi wingback Ryan Sennett và Emerson Royal đang hỗ trợ tấn công rất tốt, trong khi hai tiền đạo cánh Kulusevski và Richarlison còn tấn công lợi hại hơn nữa. Tuy nhiên, hai cầu thủ nguy hiểm nhất của Tottenham sẽ đe dọa mảnh lưới của Arsenal ở trận này vẫn sẽ là Son Heung-min và Harry Kane. Hai cầu thủ này luôn chơi tốt khi thi đấu với pháo thủ. Cá nhân Harry Kane đã ghi tới 13 bàn trong 15 trận gặp Arsenal tại Premier League. Tính từ lần đầu tiên vào tháng 2 năm 2015, chỉ 4 trận Harry Kane không sút tung lưới Arsenal. Son Heung-min thì không mắn bàn như Harry Kane, nhưng tiền đạo người Hàn Quốc đang có phong độ rất tốt khi gặp đối thủ kình địch trong 3 năm qua. Cụ thể, Son đã đóng góp tới 4 bàn và 4 kiến tạo trong 6 trận gần nhất chạm trán pháo thủ tại Premier League. Có thể nói, sự tỏa sáng của Harry Kane và Son Heung-min đã góp công lớn giúp Tottenham chiến thắng 3 trong 5 trận derby Bắc London gần đây nhất. Suy đi tính lại, bộ đôi Son và Kane vẫn sẽ là những mối đe dọa lớn nhất đối với thầy trò Mikel Arteta vào lúc này. Sau khi tìm lại cảm giác ghi bàn với cú hat-trick vào lưới Leicester, ngôi sao người Hàn tiếp tục ghi bàn cho đội tuyển Hàn Quốc và tràn đầy tự tin sẽ nổ súng tại derby London. Trong khi đó, Harry Kane vẫn đang giữ được phong độ tốt để dẫn đầu danh sách ghi bàn cho Tottenham. Với cách đá của hai đội trong thời gian qua, có lẽ Arsenal vẫn sẽ là đội chủ động tấn công và áp đặt thế trận. Việc được thi đấu trên sân nhà cùng với phong độ tốt trong thời gian qua sẽ giúp cho pháo thủ có thêm tự tin để tràn lên đánh phủ đầu ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nếu có thể ghi bàn mở tỷ số, thầy trò Arteta sẽ dễ dàng triển khai lối chơi phòng ngự phản công hơn. Nhưng nếu không thể sớm khoan thủng tường đồng vách sắt của Spurs, pháo thủ rất có thể sẽ phải trả giá vì những đòn hồi mã thương của đối thủ. Theo nhận định của chúng tôi, lợi thế sân nhà và phong độ trong thời gian qua sẽ giúp cho Arsenal thi đấu tốt hơn và giành chiến thắng sát nút trước đại kình địch cùng thành phố.